Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023. Theo kế hoạch, Lào Cai sẽ có 5 dự án nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng khoảng 14 ha. Cả 5 dự án này đều triển khai tại thành phố Lào Cai. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Khu Lâm Viên, phường Nam Cường, dự án nhà ở xã hội Đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, dự án khu nhà ở xã hội Bờ Tả Sông Hồng, xã Vạn Hòa. Dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư sát đường B6 kéo dài thuộc phường Bắc Lệnh và dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Thành. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lào Cai có 5 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng diện tích đất xây dựng gần 7 ha, tổng diện tích sàn trên 57.000 m2 với 900 căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.600 người.